qua hả? Tiền gà rán nhá. Gà rán dầu mỡ không hả? Muốn đồ con tôm. Cái đó là gì? Ăn gì đó? Cái gì cũng được mà. Đi ăn gì vậy? Cái gì cũng được em. Mà chấm nè. Trời tới luôn. Ê, mày thấy tao mới mua đẹp không? Tao thấy cũng giống mấy cái trước mà. Anh muốn đâu vậy? Anh đang làm một tí. Không có hợp với anh đâu. Nên mặc áo thì dài đi. Sao quá. Nhậu không? Nhậu không? Nhậu mày. Mày lại được không? Thôi mà bà đừng có khóc mà. Không có người này có người khác. Coi như cái cũ đi sao cái mới tới đi bà ơi. Là lâu mới hả bà? Hello bà. Ê bữa nay tôi mới lạnh luôn. Mình đi shopping đi. Mình đi nhậu nha. 300 em. Trời ơi, cưng quá đẹp trai. Cái này 100 được không chị? 150 thôi. 160. Thôi 200 nha. Trời ơi, mới ăn có chút xíu thôi mà. Mày bệnh gì không ta? Chết rồi, ngày mai mình có sinh nhật nữa. Cuối tuần này có đám cưới nữa. Mới hôm cái nào hôm qua nữa. Làm sao đi, làm sao đi. Thằng con kia, con con trai. Anh đợi có không? Sao mà đâu được.